Đây 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 mùi mùi khó ngửi đi. Amoniac đây đây, để con này để con này đi lắp lại là xong luôn nhé. Đi vào 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 đi. Đấy, thích chưa? Anh đây. Ơi, anh, hả? Em đọc quảng cáo trên mạng ấy, em thấy anh vừa là bầu xô này, vừa là ca sĩ, lại kiêm cả thẩm mỹ viện, đúng không ạ? Này, đến đúng địa chỉ rồi đấy. Thế à? Ở đây nhá, chỉ cần làm 3 phát là lên thành ngôi sao luôn. 3 phát ạ? 3 phát ở đây là 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất này là rèn luyện thể lực này. Giai đoạn thứ hai là tô điểm nhan sắc này. Còn giai đoạn thứ ba là sẽ lao vọt lên thành ngôi sao theo kiểu super sao. Đấy, hiểu không? Nhưng mà cụ thể như thế nào cũng nói luôn đi. Cụ thể từng bước là phải như thế này. Vâng. Ra đây. Đấy nhá. Thí dụ như rèn luyện thể lực. Là phải tập thí dụ như là tập cắn răng chẳng hạn. Cắn răng ấy ạ? Cắn răng chịu đau ấy. Ôi anh ơi, nhưng mà đau, đau quá thì làm thế nào ạ? Đau quá, nó bẻ sống luôn. Cắn răng thì chịu đau, thấy chưa? Nhưng mà nhỡ đau quá, em vẫn không chịu nổi thì làm thế nào ạ? Không sao, ở đây người ta có các biện pháp hỗ trợ. Thí dụ nhá, con này nhá, con này dùng nội lực nó đánh toạc phát vào gáy. Chết lâm sàng, giải quyết luôn. Nhưng mà tới thì em sợ lắm anh ạ. Sợ cái gì mà sợ? Muốn làm một ngôi sao thì nó phải khó khăn, nó phải gian nan. Con đường đi đến đỉnh vinh quang nó phải chắc trở, hiểu không? Đây đây, nói như là con Michael Jackson đấy. Rồi ôi, lên đến đỉnh cao của vinh quang rồi rơi tự do, tõm vắt. Thôi rồi. Em sợ lắm, em chào anh, em về đi ạ. Hơi phí. Tài mà đẹp thế về là hơi phí. Phí ạ? Ờ, ở đây con này trả lương cho ngôi sao á. 50 triệu một đêm là chuyện bình thường, nhớ. Mà một tối chịu khó chạy 2-3 xô, tiền cả đống. Hiểu 50 chưa? Triệu ấy hả? Chứ sao nhỉ? Anh ơi, bây giờ thế thì em hiểu rồi. Em hiểu là vì sao mà Michael Jackson lại phải uống nhiều thuốc đến như thế. Anh nhờ. À mà còn chưa hết, lại còn đổi cả màu da nữa chứ. May mà em không phải đổi. Ôi dồi ôi. Này, không đổi màu da, mình đổi màu tóc, đổi màu râu. Thiếu gì cái đổi để cho nó khác người đi chứ. Thế hả? Này nhá. Nhắc nhá. Muốn làm ngôi sao ở đây là không được gọi là anh. Gọi bằng anh à? Thì em gọi bằng gì ạ? Đấy, gọi là gì? Gọi là gì, là chị, là cô, hiểu chưa? Làm bầu xô, người ta phải có một nét BD thì người ta nhiều lọc, hiểu chưa? Bây giờ làm luôn nhá. Ngồi đây. Đấy, mày ngồi đấy. Này, nói cho mà biết nhá. Muốn làm ngôi sao là mình phải luyện những cái bước nhảy nó uyển chuyển. Hả? Thí dụ như này. Này, con này nói cho mà biết nhá, vừa hát hay mà lại vừa biết nhảy break dance hip hop nhá. Một tối á, cát xe có khi lên đến hàng trăm triệu. Hàng trăm triệu hả anh? Ui anh ơi, thế thì anh cho em tập thể lực luôn đi. Tập từ cái động tác rồng mơ ước nhá. Rồng gì hả anh? Rồng mơ ước ấy. Là đầu cắm xuống đất, trồng phọc lên trời, đi ra trồng cây chuối. Cái đấy là trồng cây chuối, em biết. Nhưng người ta gọi là động tác rồng mơ ước nhá. Đọc thử cho. Quên, chị ơi. Cho em rồng ở trên này nhá. Rồi, trên này cũng được, thử xem nào. Cú chưa? Này, này, cái con này. Sao lại mặc quần ở trong váy là thế nào? Anh, quên, chị kệ em quen rồi, không mặc gió lùa, em lại. Được rồi. Không mặc gió lùa méo mồm. Nào nào thử nào. Em kia sao thế? Chị ơi, bài này cho em sau đi. Thế này em sợ đứt mất tóc em. Ui dồi ôi, đứt tóc thì mình lối tóc. Cần thiết mình đeo tóc giả. Nhớ này, như con Michael Jackson đấy. Hồi xưa nó còn đổi màu da đấy, còn gì nữa. Nhưng mà đây không đổi màu da, mình đổi màu tóc, đổi màu lông nách. Thì yên tâm đi, phải chịu khó luyện tập thì mới thành ngôi sao được chứ. Anh ơi, quên. Chị ơi, thôi để bài này em tập sau nhá.
Sao? Chứ em sợ nếu mà tập nữa thì em nôn mất. Ui giời. Vì sáng nay em mua gói xôi hơi nhiều, vứt đi sợ phí nên em cố ăn hết. Rồi 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 này nhá. Không phải sợ nôn nhá. Nôn ra lại ăn vào. Đây này, con này đã chuẩn bị toàn những mì hảo hạng cho học sinh đến học ăn rồi. Đấy nhá, mình cứ tập đi. Chị ơi, hả? Thế bây giờ tập bài gì ạ? Bây giờ tập bài này này. Bài tập chống đẩy trong hát. Ví dụ này. À, yêu em anh thì về, yêu em anh thì về, hiểu không? Hiểu ạ. Thử đi, làm phát. Nhưng mà chị ơi, em mà trông thế này, em phải phập xuống 5 cái em mới hát cơ. Rồi, mày phập mấy cái chị cho. Nào, 2, 3, 1, úi giời, nhẹ nhẹ thôi, đưa cái từ từ xuống nào. Ây, nào 2 cái, ui rồi, nào 3 cái, ui rồi ôi, đấy, tâm mày mà chết đi. Kìa, cố lên cưng, cố lên kìa. Chị ơi, hả? Cho em nghỉ tí, em mệt lắm rồi ạ. Thôi, thôi, ngồi dậy xem nào. Ui giời, đấy, không phải đơn giản để thành ngôi sao đâu, phải tập luyện. Thôi được rồi nhá, bây giờ con này sẽ cho tập một cái bài khác nó nhẹ nhàng hơn, được chưa? Vâng ạ. À, tập hít thở để lấy hơi, tập hít thở lấy hơi nhá. Hít thở lấy hơi, vâng ạ. Lấy hơi để mà mình có thể hát những câu dài, vâng hát câu cao, lại hát câu thấp này nhá. À, thử nhá. Vâng. Bây giờ mình sẽ hít một hơi thật dài xong nhịn khoảng 10 phút. Sao? 10 phút à anh? Anh ơi, 3 phút là em đứt rồi. 10 phút thì để bốc mà. Thế phải luyện. Làm ngày nào tao ăn ngày đấy. Ngày nào tao phải có bí quyết. Ở đây có con nha. Nó hít này nó nhịn 15 phút không sao kìa. Ôi thật đi ạ. À? Thế thì để em thử nhá. Ui dồi ôi, thế thì nó mới hát được cái nốt lên cao. Nốt xuống thấp. Thế là cao lên thượng mà thấp nó xuống tận hạ luôn. Đấy. Nào thử thử cái nào. Nào thử hít này. Nín. Ui dồi ôi. Con này nín mà lên mà chị. Thôi được rồi, ra đây. Ra đây tao bảo mấy động tác hỗ trợ. Vâng ạ. Rồi đây 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 đây, vào đây ngồi xuống đây. Con này lấy cho mà xem. Tình 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 tình. Lưỡi giả, lưỡi bằng silicone đấy. Cứ đặt con này vào nhá. Hát một lúc ra 3-4 giọng luôn. Kiểu gì cũng thành ngôi sao nhá. Ừ. Anh ạ quên. Chị lắp luôn cho em đi. Rồi. Rồi. Từ từ. Cái gì đó cũng phải có từng giai đoạn khác nhau. Phải hết sức bình tĩnh, cứ hiểu chưa? Em biết rồi. Thế, chị ơi. Chị cho em hỏi một câu nhá. Nhanh, nói luôn. Tổng cộng 3 giai đoạn hết bao nhiêu ạ? Thôi thế này nhá. Giai đoạn 1 là cái giai đoạn tập thể lực. Cho đây xin 5 đêm. 5 đêm. 5 đêm gì ạ? Ôi, cứ tính theo cát xê của ngôi sao ra mà tính nhá. Một đêm là 50 triệu, 5 đêm là 250 triệu. Đấy, được chưa? 250 triệu ạ? Ờ. Ôi, thế thì, chị ơi, em chưa đủ. Cho em về góp, bao giờ đủ thì em quay lại nhá. Ui giời, lại đủ à? Cơ hội cái tao đến chỉ có đến một lần thôi, đến một lúc thôi. Lại đủ thì làm sao mà được? Tùy đấy. Rồi đến lúc thành ngôi sao, tiền cả đống, lúc ấy ai chê? Ôi nhưng mà còn cái giai đoạn... Giai đoạn nào? Giai đoạn mà làm đẹp đi ạ, bao nhiêu ạ? Giai đoạn làm đẹp nhé, chỗ con này nhé, chỗ con này riêng giai đoạn làm đẹp lại miễn phí luôn. Miễn phí ạ? Chơi luôn này. Tại sao miễn phí biết không? Không ạ. Nhá, bọn này nâng ngực này, bọn này sửa eo này, bọn này tạo điều kiện cho mông của đằng ấy to lên này, thế tự nhiên cơ thể đằng ấy đẹp, sau này đằng ấy giải nghệ lấy 7-8 chồng, đúng chưa? Vâng ạ. À mà không, còn một công đoạn nữa. Mà công đoạn gì? Lắp lưỡi. À rồi, quả. Công đoạn này là công đoạn quan trọng nhất. Vâng. Bởi vậy lấy 15% thôi. 15% là bao nhiêu ạ? Là 15 triệu. 15 triệu. Nhanh lên. Chơi. 15 triệu em chơi. Nhớ nhá. Vâng. Chị cầm cho em cái sổ đỏ. Sổ đỏ nhà em đấy. Cầm sổ đỏ xong thì chị cho em tập thể lực. Xong rồi nâng luôn sắc đẹp cho em. Chơi không?
sổ đỏ nó trị giá khoảng bao nhiêu, được mấy tỷ? Nhà em nhà mặt đường nhá, ít nhất phải hơn tỷ. Chị đừng lo. Thôi được rồi, được rồi. Thế là thống nhất như thế nhá. Thống nhất. Chờ đây, chờ đây, chờ đây, chờ đây. Chờ con này đi, con đi, con này đi lấy cái này. Đấy. Đấy, đây rồi ôi. Lắp mấy cái form này vào người á. Rồi ôi, con mặt nét căng, nét căng. Thử nhá, thử nhá. Thử, thử, thử. Đứng lên, 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 đứng to quá so với người em. Ôi giời, thế thì nó mới là ngôi sao. Ngôi sao là nó cứ phải khác là ngôi thường. Thấy chưa? Thì mình là nghệ sĩ, ăn mặc thì nó phải hở tí rốn ra, nó phải hở tí ấy. Cái gì? Nhưng mà có sợ là lúc mà em đeo như này xong rồi, lúc mà em nhảy nó hăng quá mà nó rơi bích phá ra sân khấu thì. Thế thì mình phải luyện tập. Thế thì mình mới phải rèn luyện cho nó đúng theo form, đúng theo kiểu. Không long, không tuột là được. Nghĩa là nó không tuột đấy gì ạ? À? Chị đấy. Chắc chắn đấy nhá. Tất nhiên rồi. Ôi, có phải đấy. Trời ơi, ôi, ôi. Chồng bóng câu lên, chồng bóng câu lên. Chồng bóng câu, ôi. Ôi, ôi. Ôi, thấy được nhá. Thử thôi ạ. À? Đấy. Đấy, một ngày, úi giời ôi. Ui. Mông này mà đi ra đường thì mấy con vợ. Ui giời ơi. Ui. Thế, quay vòng này. Quay vòng. Đấy. Được không ạ? Làm thử đó. Không rơi. Chưa hết làm màn này các bác này. Ướn ra. Nhẹ thôi, kêu không rơi được đâu mình. Cái gì? Nhưng mà có sợ khán giả biết là em ấy như này không? Ôi trời ơi, đấy là nghề của Trang rồi. Đảm bảo với nhá. Rồi em đưa sổ đỏ xong rồi lại lừa em nhá. Ê, yên tâm đi, nó súp với sao. Ok, ngồi đây. Đấy. Ấy, được nhé. Thế nào, đã phấn khởi chưa? Hồ hởi chưa? Rồi ạ. À. Sẵn sàng đi đến một ngôi sao chưa? Rồi ạ. À. Về nhà lấy sổ đỏ đến đây, con này làm nốt chưa? Vâng ạ, Dạ. Đeo cả cái này ra đường nha. Mà thôi, chị ơi, em bảo này, bây giờ chị làm luôn cái câu đoạn nữa như là lát nữa cho em đi, xong rồi em về lấy đưa cho chị. Sai đồ lót của mày là bao nhiêu? Ai hỏi thế? Tao lấy sai đấy, tao làm cữ rồi, tao làm sai lưỡi cho mày còn gì nữa à? Em ủ rồi. Thôi được rồi, lưỡi để tính sau. Bây giờ về lấy sổ đỏ lên đây, tao xem đã. Ta cho một cái lưỡi. Đúng sai mồm mày luôn. Hát phát ra bà bốn giọng nhá. Đi, à, liếc nhá. Em về lấy đến đây là chị lắm luôn. Rồi, nhá. Khổ quá. Em về lấy luôn nhá. Hẳn chương. Sổ đỏ đi. Rồi, đi. Em về lấy luôn. Em về nhá. Được rồi, em về nhá. Khẩn trương về lấy sổ đỏ đến đây. Làm nữa anh đúng sai. Sao? Thế nào anh? Đã có lưỡi số 10 cho em chưa? Khổ quá. Vẫn chưa làm được lưỡi. Phải từ từ chứ. Muốn chuẩn là phải từ từ. Đây này, con này này. Đợi bao lâu đã lấy được lưỡi đâu? Để chuẩn bị về lấy sổ đỏ đấy. Nhưng mà em đặt với anh rồi. Kệ nó. Chiều nay em có show anh làm như vậy anh giết em đi còn hơn. Trời ơi thì... Em về nhá. Em về lấy chỗ đỏ nhá. Ừ, về đi. Em chào anh nhá. Này. Dạ. Nhìn người ta thế này mà bảo là anh à. Xem lại hàng đi nhá. Phải gọi là chị chứ. Thôi. Chị tên là Bích Ngọc nhá. Còn nghệ danh biểu diễn ấy của chị là Hùng Cường Khấu. Hùng Cường Khấu. Ừ. Em chào chị Hùng Cường Khấu. Ừ. Bye bye. Thôi khẩn trương nhá. Mang sổ đỏ đến đây. Rồi à. Cái gì? Hớn, thấy nó đẹp rồi bắt đầu làm trò. Hôm nọ người ta hỏi là có cái này không cho người ta thì không có. Bây giờ thì có cho nó là thế nào? Quá rồi đấy, đưa đây. Đưa cái gì? Đưa cái này đây. Chưa khỏi vòng nó định cong đuôi à? Chưa qua sông nó đâm đầu vào sóng à? Chả biết ai đâm đầu vào đã ai đâu. Thế làm sao? Làm sao là sao thế nào? Hỏi hôm nọ bảo có không thì bảo không có. Bây giờ cho có nó là sao? Hôm nọ hàng nó chưa về. Chưa về. Hôm nay hàng nó mới về. Mà con này nó mang cả sổ đỏ đến đấy.
con Ngọc có không? Này, đây sổ gì chả có, chả ba sổ đỏ ấy. Ôi trời ơi, được rồi, nhưng mà thích con này là thích cái xác thôi nhá. Không cần tiền, không cần tiền. Không cần tiền là thế lưỡi của người ta đâu, lưỡi bây... đâu. Chiều nay có xô đây lưỡi đâu. Được rồi, để con này nghĩ cách khắc phục. Không có lưỡi gì, mình lại hát kiểu mộc mạc luôn. Mộc mạc là như thế nào? Hát thật luôn. Rời à, nhưng mà giọng người ta chua, không hát thật được đâu. Hát thật, nhưng ở đây là hát thật nhép, hiểu chưa? Nhép thế nào? Nhép giọng ca sĩ khác. Con này thu cho, con này thu cho, con này thu cho một đoạn nhá. Thí dụ con này thu cho một đoạn dân ca này. Bông hoa thơm con bướm y nó lượn. Lượn nó gãy cánh rồi nhá. Sau đấy mình lại chuyển sang dân ca. Sau đấy mình lại chuyển sang hip hop. Hiểu chưa? Mà hay nhất là cái màn này đấy. Từ xưa đến nay chưa có bao giờ. Để con này nghĩ xem nào. Đúng rồi, ca sĩ hát phô xong giao lưu biểu diễn võ thuật, biết mấy đường karate gì không? Quả này được đấy. Yên tâm yên tâm, con này mà nghĩ mưu ra thì không vấn đề gì. Biết trên thị trường xưa nay chưa? Sắp tới nha, cho ra lò con ca sĩ mới tên là Dạ Dày, em một thằng tim. Trời ơi, bọn nó bịa đấy, ca sĩ tim, chẳng nhẽ mình không lăng xê được ca sĩ Dạ Dày ấy, đúng không? Thằng Aquada phân tử Hồi giáo sắp tới sẽ sang Việt Nam để biểu diễn, đập chết thằng Akira Fan luôn. Đấy, ngồi đây, con này, ngồi đây. Riêng nhá, riêng Bích Ngọc mà thích nhá. Con này đưa Bích Ngọc lên tầm ngôi sao luôn. Mà đấy, ta nhắc rồi, bảo đến đây mấy lần rồi, tỉa tót thêm một tí vào đây này, bấm cho 3-4 phát vào lỗ tai, đeo lủng lẳng mấy cái xẻng vào đây, khác luôn. Đấy, gẩy mấy con like vào chứ thế này thì cứ bảo làm sao, cứ bảo làm sao. Khổ quá. Thôi được rồi nhá. Bây giờ đứng dậy xem nào. Mặc thế này là không được. Mặc thế này nó tin quá. Mình là ca sĩ nam, mình có cái vẻ đẹp rồi. Bây giờ mình phải làm hấp dẫn. Hấp dẫn khó khăn nhất là bây giờ là mấy cái đứa ở cái tuổi tiền mãn tin, nghe chưa? Bây giờ phải thay đổi phong cách một tí nữa. Mặc áo nó hở hang làm tí nữa, lộ hàng một tí nữa, được nhá. Đấy. Đi sang phòng bên này. Sang phòng bên này. Con này cho thêm mấy đường nữa vào, chiều nay biểu diễn ăn luôn. Đi sang bên này, đi sang bên này, bấm lỗ tai nhanh. Ôi. Sao? Nơi không ổn rồi. Đi nào. Em ghét nhất mình cái trò là cứ lý bí cái gì lại cả vú lấp miệng em. Làm như thế khán giả nó ném gạch đá lên thì có mà vỡ đầu à. Làm thế nào? Thế mới khó chứ. Mình nghĩ đi, thông minh nghĩ đi. Từ từ, làm thế nào? Rồi ạ, người ta đang sốt hết cả ruột thì còn đi lại chóng mặt quá rồi đấy. Giời ơi, mà. À được rồi. Ra rồi. Ra đâu? Con này nghĩ ra rồi. Cái gì? Bây giờ sẽ tạo cho mình một nét thật mới. Mình biết sự kiện gì vừa xảy ra không? Michael Jackson, con ấy đứt rồi. Bây giờ mình đưa lên sân khấu vài nét của Michael Jackson cho khán giả nó hồi tưởng lại con Michael Jackson. Thế là hát điểm nhé. Nhưng mà không nhảy được. Thế mới phải nghĩ, thế mới phải tập. À, mình phối hợp nhé. Mình sẽ phối hợp giữa hiện đại và dân gian, tức là giao lưu quốc tế và trong nước. Xem nào, đúng rồi, nhảy Michael Jackson nhưng mà hát Quan Họ Bắc Ninh. Thử này, con này thử làm xem. Đúng không? Michael Jackson nó có nét này, đúng không? Trời ơi, mình ơi, mình làm này thì người ta tưởng bị Parkinson. Đây này, ví dụ nhá. Bèo giạt mây trôi. Đấy, thử lại bác này. Bèo giạt mây trôi, trốn xa xôi. Em ơi, anh vẫn đợi bèo giạt. Thử cái nào, thử nào. Đầu tiên là Văng. Tiết tấu lên. Bèo giạt mây trôi. Nào, 2, 3. Bèo giạt mây trôi. Trôi giạt gì mà giạt nhiều đấy, mây trôi luôn. Nào, 2, 1. Bèo giạt mây trôi. Tốt rồi đấy. Em thông minh không? Làm lại. Bèo giạt mây trôi, trốn xa xôi. Anh ơi, em vẫn đợi bèo giạt. Rồi nào, lại từ đầu đến cuối nhá, được phát ăn luôn này. 2, 3. Bèo giạt mây trôi, trốn xa xôi. Anh ơi, em vẫn đợi bèo giạt. Được chưa?
thế là được đoạn rồi. Lên một đoạn rồi. Lên sân khấu như thế, nhìn thấy nó lại có toát lên cái vẻ phối hợp giữa dân gian hiện đại. Nó mang tính lên đương đại và hồn quê. Nó vào rồi, chỗ đấy chứ nhá. Nhưng mà em thấy nó giống hơi là giống quê. Nào xuống đây, xuống đây. Đi vào đây. Này. Cái gì đấy? Con hỏi. Thẩm mỹ viên cái kiểu gì mà làm con tao hỏng hết cả người thế này hả? Nhìn lại đi, môi trái tim phải là môi trái đất hả? Hả? Hỏng đâu mà hỏng. Thế này mà không hỏng à? Đây là khai thác cái nét xấu của con bà đấy chứ. Gì nét xấu đâu? Này, hôm qua anh chỉ định làm cho em môi chữ O, sao hôm nay nó thành môi chữ A thế này? Mẹ ơi, bà bắt đền, bắt đền đi, bắt đền đi. Đấy, nhìn lại đi. Xấu nhưng mà ấn tượng. Ấn tượng cái gì hả? Nhìn lại nó đi. Mông như thế này à? Để xử lý một này. Mình ngồi đây, mình ngồi. Dạy hát cái kiểu gì mà bây giờ đít hết cả tai ở nhà là thế nào? Hả? Dạy hát thế nào? Dạy hát thế nào? Đây đây, hát hát cho thầy mình nghe. Đấy. Đúng quá rồi còn gì còn nữa. Nhớ hôm qua con này nó đến đi thử giọng. Tôi thấy nó có cái năng khiếu hót. Thế tôi dạy nó hót còn gì nữa. Đây là nào. Đây đúng không? Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sâu. Đấy cái tập hót gì đấy? Cái tập kiểu gì đấy hả? Ôi trời ơi, bà không hiểu thế nào là âm nhạc Bác học à? Bà không hiểu thế nào là những cái giọng ca opera. Tôi định đưa con bà lên một cái tầm cao chót vót này. Đằng này đã làm ra, không có tu sửa. Con này đang hót, không cần tóc dài. Cho tao đổ con. Không bắt đèn là gì? Mày không bắt đèn gì? Không bắt đèn. Bà đập phá nhá. Này, này. Này, báo công an đi nhá. Báo công an đi. Này, đi báo đi. Cho nó bắt cả hai cái loại này đi. Báo công an đi nhá. Đây chỉ làm theo yêu cầu khách hàng nhé. Con bà xấu thế này, cô đến thẩm mỹ viện nào cũng có hỏng chứ, mà đến chỗ này khai thác điểm xấu của con bà còn thế nào nữa. Nhìn này là trông quá duyên. Bắt đèn đi. Mày lừa đảo thế à? Hai cái thằng lừa đảo này, mày cướp tiền của người vấn thế hả? Chạy cái này mà chạy. Thôi. Thẩm mỹ viện cái gì? Tiền mất tật mang. Không ai ngu nào làm những ngu này. Trời ơi là rồi. Bắt đèn đi.